Phổ Minh xin mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Phổ Minh. Các bạn nhà mình ơi, hôm nay Phổ Minh và kênh Đi Chơi TV đang có mặt ở trên một chuyến tàu cao tốc từ vị trí của Nam Ninh, thành phố Nam Ninh của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, đang khởi hành đến với thành phố Quảng Châu của tỉnh Quảng Đông. Thì tại vị trí này thì Phổ Minh đang ở một cái toa mà để chọn một cái toa mình đang ngồi, đây là toa số 6, toa khá là trống các bạn ạ. Thì thưa các bạn, là Nam Ninh thì là thủ phủ của tỉnh Quảng Tây, là một trong năm cái khu tự trị của người dân tộc của đất nước Trung Quốc, là người khu tự trị dân tộc Choang. Thì tỉnh Quảng Tây cũng là một trong những cái tỉnh rất là rộng. Thì thành phố Nam Ninh, thành phố thủ phủ đó thì nó rộng đến hơn 22.000 cây số vuông, tức là nó bằng cái diện tích của tỉnh Nghệ An cộng với cả diện tích của tỉnh Thừa Thiên Huế ở Việt Nam mình các bạn ạ. Chính vì cái diện tích rộng như thành phố Nam Ninh này cũng là một trong những cái điểm mà trung chuyển của rất nhiều đầu mối phương tiện giao thông. Thì trong đó là bên cạnh có cái đường bộ, cung đường bộ là cung đường cao tốc từ cái vị trí của cửa khẩu Hữu Nghị ta đến với vị trí của thành phố Nam Ninh chỉ một khoảng độ 250 cây số. Và đặc biệt là ta có một cái khu ga tàu. Thì hiện nay cái tổng công ty đường sắt của Trung Quốc ga tại Nam Ninh thì nó có tất cả là có 4 cái nhà ga lớn, thì được chia làm 4 cái hướng đông tây nam bắc. Thì vì hồi sáng nay Phổ Minh đang trải nghiệm ở trên cái nhà ga đông. Cái nhà ga đông này thì để chúng ta di chuyển đến các cái tỉnh ở phía bắc của Trung Quốc. Thì các bạn biết là Quảng Tây thì là tỉnh ở phía nam của Trung Quốc. Hôm nay là Phổ Minh đang cùng một du khách của mình là trải nghiệm cái cung đường để ta lên với vị trí của cái tỉnh Quảng Đông. Thì tỉnh Quảng Đông này thì có hai thành phố lớn trong chuyến hành trình này mình trải nghiệm, đó là thành phố Quảng Tây và thành phố Quảng Châu và thành phố Thâm Quyến. Thì của mình đang ngồi trên cái toa rất là rộng. Đây là cái cung đường ngoài đấy bạn này, tàu siêu tốc của họ. Đây, các bạn thấy tàu nhé. Đó, phía trên đây chính là cái vị trí mà cái giờ này, cũng như là để quay ngược lại cái camera các bạn nhìn sẽ dễ hơn. Đó, chỗ cái cô em nhân viên để cái tốc độ tàu hiện nay đang là 201 km. Thì theo thông tin mình được biết thì từ cái vị trí của ga Nam Ninh này cho đến cái ga Quảng Châu của thành phố Quảng Châu, tức là nó rơi vào tại Quảng Châu Nam, rồi ga này sẽ đến ga Quảng Châu Nam trên cái vé của mình, thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 594 km các bạn ạ, 594 km. Đó, cung đường cũng rất là dài. Thì nó nếu mà chạy ban đêm thì chắc là mất khoảng độ gần 3 tiếng, chạy ban ngày thì chắc phải mất 4 tiếng. Thì đây là cái vé tàu của Phổ Minh các bạn này. Đấy. Đấy, vé tàu nhá. Các bạn nhìn thấy không? Trên đấy là D63603, đấy là cái số hiệu tàu của mình. Và đi từ ga Nam Ninh Đông đến cái ga Quảng Châu Nam. Đó, 0714A, tức là cái số ghế của mình là toa số 7 và ghế 14. Và đặc biệt là cái 7:08, tức là cái giờ tàu chạy thì ta phải có mặt trước 15 phút các bạn ạ. Và bao giờ là cái nhà ga này cũng sẽ nằm âm ở dưới cái phần lòng đất, nên là ta phải đi thang cuốn xuống. Và 280419 là cái ngày hôm nay Phổ Minh đi. Và các bạn nhìn thấy cái dưới không, 169 nguyên hay tệ, 169 tệ đấy chính là cái số tiền các bạn này, số tiền. Và cái dưới này là số hộ chiếu cũng như là cái tên. Thì thưa các bạn, là 100 tệ thì nó rơi vào tầm khoảng độ là 350 tiền mình. Đó, 350 tiền mình. Như vậy là 50 tệ thì nó rơi vào tầm khoảng là 350, là 175.000, 20 tệ nữa, thì là 70.000 nữa. Nhưng mà tầm vào khoảng 600 tiền mình các bạn ạ, 600 tiền mình cái vé tàu của mình vừa di chuyển. Thì các bạn nhìn thấy ở đây nó có tất cả là 8 mẫu một cái hàng ghế. Các bạn đi tàu các bạn để ý hộ Phổ Minh nhé. Trên này thì nó giống như trên máy bay, là toàn bộ các cái số ghế nó sẽ ghi trên giá để đồ. Ví dụ gần đây nhất là Phổ Minh đang ngồi ở ghế 12A. Đó, kia nó có DF, đó cái DF. Đó. Thì đây các bạn nhìn thấy nó có tất cả mỗi một dãy như này là có 18 cái hàng, nó có tất cả là 18 hàng ghế. Như vậy là tổng mỗi một toa như này thì có 18 nhân 5 là nó thành 90. Một toa này nó chứa được 90 khách các bạn ạ, 90 khách nhé. Và mỗi một toa như này thì tàu này nó có tổng là 8 toa, 8 x 90 là thành 720 khách. Như vậy cái số lượng cũng không nhiều phải không các bạn? Đó, một tàu một chuyến này là chạy 720 khách. Nó chạy bằng cái cảm ứng từ, nó rất là êm các bạn ạ. Thì cái nhà ga Nam Ninh Đông nói riêng và ga tàu đi đường sắt, ga Nam Ninh nói chung, thì năm 1953 nó đã mở cửa đón các cái chuyến tàu rồi. Đây là Phổ Minh đang đi qua các cái vùng nông thôn của Trung Quốc. Thì khác với nhiều người hình dung là thay vì là một đất nước rộng lớn, thì hiện tại cái dân số tính đến 2019 của họ là rơi vào tầm khoảng độ gần 1,4 tỷ dân số. Trong đó cái diện tích tự nhiên của đất nước của họ, đấy các bạn nhìn thấy các cái đường trung chuyển của cảm ứng từ điện. Thì cái đường trung chuyển của đất nước của họ là nó sẽ rơi vào tầm, cái diện tích của họ là rơi vào tầm khoảng độ 9.500
9.500.000 cây số vuông các bạn ạ. Đó. À, đấy thì một cái đất nước rộng như vậy nhưng mà ngược lại thì cái dân cũng đông, nhưng mà vì đất nước nó rộng thời gian là rất là thưa. Đó, đây là Phổ Minh đang ở trên một cái toa tàu đến Liễu Châu để đón khách. Thì gian này mình để cho cái không gian riêng tư, mình chọn cái toa này. Cái toa này để nói chuyện với các bạn nhé. Đó, thì đầu và cuối mỗi toa đều có các cái khu vệ sinh và khu lấy nước nóng. Đây này có các cái em nhân viên nhà tàu thì phục vụ cà phê này, 10-15 tệ. Đấy. Thì có một dịp nào đó mà đến với đất nước Trung Quốc và đặc biệt là từ cửa khẩu Hữu Nghị ta sang đến thành phố Nam Ninh thì các bạn cũng có thể trải nghiệm. Hiện Phổ Minh đang đi này, nó có tất cả là 6 cái tuyến tàu. Thì cái tuyến Nam Ninh Quảng Châu này là một trong 6 tuyến này. Bên cạnh nó có tuyến Nam Ninh Liêu Ninh này, rồi là Nam Ninh Côn Minh vân vân. Thì cái chất lượng dịch vụ tàu rất cũng giống như là của cái nhà ga Bắc Kinh Thượng Hải vậy. Đây các bạn nhìn cái tàu đang chạy ngược chiều mình này. Nó có tốc hình viên đạn, bao giờ nó cũng có hai cái đầu ở hai bên hình múp múp giống như hình viên đạn. Ở phía trên đây là cái đường tàu các bạn nhé. Đấy. Thì đây mình chạy. Thì cái nhà cửa của Trung Quốc này ta cũng phân lô phân khu, nhưng có một cái điều khác Việt Nam của mình là với Việt Nam của ta thì bao giờ nhà là ta cũng sẽ có cấp cái quyền sử dụng và quyền sở hữu đất, nhưng người Trung Quốc thì nó chỉ cấp cái quyền sử dụng thôi, không có quyền sở hữu các bạn ạ. Tức là một cái khu đất này nó cho anh phép anh thuê trong 50 năm và hết 50 năm đó thì anh phải trả lại để nó làm việc khác. Ở đây vì cái đất nước đông dân mà. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, trên là cái cao tốc để tránh nhau và cái đường dây cảm ứng điện tử ở phía trên. Đó. Đây, ga này là vắng không ai này. Để Phổ Minh sẽ đưa các bạn ra đi đường vòng một chút nhé. Đó. Thì đây cái chỗ vị trí Phổ Minh vừa ngồi đây. Có 12 ABC các bạn này. Đấy. Chỗ vị trí Phổ Minh vừa ngồi đây. Đấy thì trên cái vị trí này thì nó có cái toilet này. Và trên tàu thì có đều có camera. Rất là lịch sự. Đây là cái những cái toa số ấy, bây giờ tàu này, nhiệt độ này, km. Đây thì có các cái vali để cho khu vực giá để đồ. Đây là có các cái núm nút để mà dừng tàu khẩn cấp. Đây là cái khu mà để lấy nước nóng này. Các bạn này, nước nóng này, nước lạnh đây. Lạnh đây. Tốc độ chạy rất cao. Đây là cái khu mà nhân viên của họ phục vụ các cái đồ ăn uống. Đồ ăn uống rộng đấy, chế độ ăn toàn như vậy. Đây thì chỉ có đồ uống, không có bình tôm. Đây là phòng của nhân viên nhà tàu, có cái bình chữa cháy, có các cái toa đồ của họ này. Thấy các bạn thấy không? Rất là đủ đúng không? Đó, các bạn và Phổ Minh đang trải nghiệm cái người em đồng nghiệp. Từ ga Nam Ninh ta đến với vị trí của ga Quảng Châu Nam. Các bạn đang cùng Phổ Minh trải nghiệm. Các bạn thấy sao? Đó, thì đây nó cũng các cái rèm các bạn này. Đây, Phổ Minh đang ngồi đây. Có các cái rèm cửa đây. Kéo xuống này. Đây, lên. Kéo xuống này. Rất hay phải không? Rất đông dân nhưng họ quản lý luật cũng rất là nghiêm, và đặc biệt là cái hệ thống đường sắt của họ thì mình cũng nói có thể nói là cực kỳ ưng ý, và hy vọng rằng một trong một tương lai của ta thì quốc Việt Nam của mình cũng sẽ có những cung đường siêu tốc như vậy và ta được đi được nhanh hơn, an toàn hơn. Bởi vì mỗi lần cứ xem và nghe đâu đó thì thấy rằng là rất là thương đồng bào, bởi vì là cũng nên có những các cái tai nạn mà không đáng có cái hành lang của đường sắt Việt Nam của mình. Các bạn thân mến, đến như vậy là Phổ Minh đã trải nghiệm 10 phút cùng với Phổ Minh với cái cung đường sắt từ ga Nam Ninh Đông để ta đi với ga Quảng Châu, đến với Quảng Châu. Và hôm bạn nếu thấy video hữu ích thì đừng quên click nút chia sẻ, nút like, hoặc là không thích có thể dislike. Đặc biệt là đừng quên click nút đăng ký kênh để đón chờ những video tiếp theo. Phổ Minh đang live stream bằng cái mạng 3G của Trung Quốc và kênh DJ TV xin cảm ơn sự đồng hành của các bạn, và hãy click đăng ký kênh để ủng hộ Phổ Minh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.